bố làm sao you don't want to take it to đây là cuốn phim đây là cuốn phim cho bố nói chuyện tang lễ của cụ Trần Văn Dinh ngày hưởng thọ đại thọ 100 tuổi thật là vinh hiển. Chúng tôi là Hội Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại Bắc California đến để kính viếng cụ, để kính chia buồn với Tang Quyến. Tang Quyến đây là cha của em Trang và em Trang là phu nhân của em Thành khóa 22 Đà Lạt. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất đau xót là cụ mất thì cụ cũng như cha đẻ của chúng tôi. Thật ra thì cha đẻ của chúng tôi đã mất rồi, nhưng mà cụ mất vào một mùa xuân đầy hy vọng cho Tổ quốc Việt Nam và cho Hoa Kỳ. Thì xin vong hồn cụ vui hưởng chốn thiên quốc, một chốn đẹp đẽ hơn là trần thế chúng ta rất là nhiều, với rất nhiều hứa hẹn của một mùa xuân mới, một kiếp mới hoàn lạc, tiến bộ, tấn phát, hứa hẹn, chứ không phải là một cái chết đau đớn. Và cụ đi như vậy là cụ cũng để phúc cho con cháu mọi người bước sang một cuộc đời mới thành công chưa từng có, mà điển hình là vợ chồng em Thành, em Trang được hưởng phúc đó. Và tất cả những quý vị đội khăn tang hay không đội khăn tang trước ông kính của chúng của tôi cũng đều có một mùa xuân mới như vậy. Năm con chó mang đến hạnh phúc cho tất cả chúng ta, cụ chứng giám cho đó. Và xin quý vị nhìn đây, cười với ông kính để cười với ông, với cha mình, để chúc ngài lên đường được rạng rỡ, được thảnh thơi, được vinh hiển với rất nhiều hứa hẹn. Cung chúc tân xuân cụ Trần Văn Dinh, chúng con yêu mến cụ. Cung chúc tân xuân gia quyến, chúng ta không dùng chữ tang quyến nữa nhé, gia quyến. Một người vinh hiển ngày hôm nay là ông, là cụ, là ông, là cha chúng ta, ngài Trần Văn Dinh. Võ Bị cảm ơn quý vị. Anh biết là bố em tuổi nên tụ tập về ăn Tết. Cái đại đủ không có dịp lại. Đây là một số các cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại sân Bắc California, gồm có Tín Đắc, khoa 12, 22, chị Phan Nghè, anh Phan Nghè, khoa 19, chú Đắc, khoa 22. Em là em của chị Trang. Và cảm ơn em đã giới thiệu, tự giới thiệu. Chúng tôi quay phim này hy vọng là quý vị được xem hết. Và hy vọng là âm thanh tốt, mọi sự điều chỉnh tới mức tối đa rồi, chắc là không có gì trục trặc. Hôm qua quay tại nhà thờ thì hôm thứ Nhật quay rất là tốt đẹp. Quý vị có gì muốn nói với Tang Quyến không? Mời anh, mời Ninh Trẻ Nghe, mời chị. Thì chúng tôi đến đây đó thì chỉ với mục đích là chia buồn với gia đình thôi. Và cầu nguyện cho cụ được sớm hưởng nhan thánh của Chúa. Phóng viên thì chia vui với gia đình em Trang, là vì chúng tôi theo đạo gì thì cũng theo ông lão tử là chết là về cõi hoan lạc lắm, vui vẻ lắm, thành công lắm, cuộc sống hoan lạc mà. Đặc biệt là ra Tết nhất là cụ chết là cụ để phúc cho mọi người, trong đó có những người đang biết cụ. Năm mới đầy hoan lạc, phúc lộc, bình an. Cảm
quý vị có điều gì muốn nói với cụ hay là muốn nói với mọi người thì quý vị nói đi. Đây là anh Việt khóa 2 luôn niên trưởng. À vâng, chào. Tôi cũng hôm nay cũng đại diện cho khóa 2 trên thế giới về đây để mà có lời cầu nguyện cho ông cụ. Mà thật tình đơn như niên trưởng nói đó, là người ta nói mà trên 100 tuổi là hỷ tang chứ không phải là ai tang nữa. Anh ra đây là một cái điều mà trong gia đình thấy rằng hạnh phúc là ông cụ đã sống 100 tuổi rất là trọn vẹn. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho khóa đến thăm và cầu nguyện cho linh hồn ông cụ sớm về với Chúa. Vô đây cao ơi, vô đây chứ. Ngồi đây hả? Vô đây, vô đây cho nên đừng hành lễ. Vô đây, vô đây cao. Quý vị thêm nữa, đây là mọi người mới đến là chú khoa 2 luôn. Và vâng, và vị này 25 đấy, chúng tôi đấy. Quý vị mới đến có điều gì muốn thưa chuyện với cụ nhân ngày đại khánh là cụ ra đi về thế giới vinh hiển thì quý vị nói đi. Đó, chúng tôi sẽ quay phim và quý vị nói xem được phim này. Nó nói rồi. À, mà lại xuân về nữa mà cụ lại hưởng đại thọ đại phúc 100 tuổi. Thay mặt khoa 2 xin chia buồn với toàn thể gia đình của Thành với chị Thành và xin chúc cho cụ Phêrô được về nước thiên đàng và có thể ngay bây giờ cụ đang hưởng phước trên thiên đàng với Chúa. Thì cụ đi trước cũng chuẩn bị nhà cửa cho anh Thành với tụi tôi sau này rất là tốt hết đó. Và như vậy là mình cứ giật mình hôm nay đúng là thứ tư lễ cho. Lễ cho. Vâng, thì một ngày rất là có ý nghĩa và chúng ta từ bỏ nhục thân để trở về cõi cho bụi của nhục thân, nhưng mà linh hồn thì trở về cõi vĩnh hằng của Thiên Chúa. Cái người mà đứng bên cạnh anh Thành là anh Võ Lê Đình Nhân anh em trưởng. À vâng, Võ Lê Đình Nhân khóa mấy? Khóa 30. 30. Trời trẻ tài cao. Chào Võ Lê Đình Nhân. Võ Lê Đình Nhân nói chuyện với Võ Bị đi. Cái này anh phóng lên YouTube đấy. Võ Bị. Dạ thôi anh được. Chúc có là cùng tù với tao đó. Cùng tù ở Long Giao đó. Cùng tù ở Long Khánh, thiết đoàn năm thì Long Giao được rồi. Long Giao là căn cứ. Lại nhớ đến cái bài quốc ca của chúng ta, chiều Long Giao đồi cao hiu hắt gió. Lại cái bài hiu hắt nắng xuân vàng, cái gì nhạc vàng hướng chân mây. Quý vị thấy ngày nào hát cái bài là trong ngục, mà ngày nay chúng ta đang là công dân siêu cường. Ăn uống không hết, cocktail uống thoải mái. Cảm ơn Thượng Đế. Chú Khanh này là ở tù trung, trong tôi gọi gia trung này rất là tốt. Chiều nào cũng phải gánh một gánh nước ở dưới suối mà đi lên gánh vào bệnh xá cho mấy người ở bệnh xá đó. Khanh nhớ không? Dạ vâng, em nhớ. Chiều nào đi làm buổi trưa về một gánh nước, buổi chiều về gánh một gánh nước. Đấy, khách gánh gì? Gánh đưa xuống cho mấy anh ở dưới bên xã sử dụng. Rất là rất. Nhưng mà nhớ ông Trung này thì tiếc thương. Đây là quang cảnh viếng linh cửu của cụ tại nhà quan Limmer Family ở thành phố Fremont, Bắc California. Thế xong rồi. Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn viếng cụ. Cảm ơn.
Đây là Võ Bệ, chú Thi, chú Quyền, chú Giang. Đây là 16 tư, nó pháo luôn. Con người tư là mấy. Thì có đại diện nói chuyện với Tăng xuống không? Sao có người? Quên. Dạ, dạ, tỉnh được. Quý vị, hôm nay mới là thứ năm 14 tháng 2 năm 2018, là ngày viếng của tại Liber Family. Ngày mai, hôm nay là thứ tư, ngày mai là thứ năm 15 tháng 2 2018 mới là lễ thánh lễ an táng của cũng tại nghĩa trang này. Bây giờ Võ Bị có điều gì nói, xin mời. À, thưa thầy Nguyễn Trường Phạm Văn Thành, Phạm Hai, Phạm Thị Trác, là trước sự ra đi của ông cụ, thưa trưởng viên vừa nhạc thường người phục vụ thân phục của trưởng và chị. Thì hôm nay chúng tôi cũng đại diện cho Hội Phục Vụ Bắc Trí đến đây để thắp một nén nhang cầu nguyện cho ông cụ sống về và cũng là đại diện cho hội Bắc Ly tới chia buồn cùng gia đình. Thì cũng mong là trưởng vị trí cũng vượt qua những cái nỗi buồn của mình các bạn này thật. Trần Lương Tín, không phải em Tín có 31, xin không phải là Trần Lương Tín, khoai người Tín có 31, Tín Tín ơi, Tín, dạ họ Tín đây rồi. Trần Trung Tín, tại hai anh em tên phụ thuộc nhau, xin lỗi nha. Hôm nay quý vị viếng cụ được đến tới. Chúng ta quay lại Trần Trung Tín khóa 31 viếng cụ. Cảm ơn Tín. Dạ. Chúng ta quay lại chân dung cụ Phêrô Trần Văn Rinh. Đây là chân dung của cụ hưởng đại thọ 100 tuổi. Và chúng tôi cũng quay lại cái cáo phó của gia quyến. Đây là cáo phó. Thank you.
đây là vòng hoa của khóa 22 Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam, kính viếng đại niên trưởng Trần Văn Dinh, cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam. Và đây là, thưa quý vị, đây là anh em chúng tôi, cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam ở Bắc California đến kính viếng cụ. Quý vị thấy khá đủ các cựu sinh viên sĩ quan, bởi vì có một số ngày hôm nay đi làm đó, thành ra không có mặt, nhưng mà những ngày mà không đi làm thì có mặt hết. Rồi quý vị có nói gì với gia quyến không? Dạ có. Chúng ta chủ ý nói chữ gia quyến chứ không phải tam quyến. Cụ mất đại thọ là đại hỷ cho cụ và cho tất cả chúng ta nè quý vị. Đấy. Dạ, xin phép quý niên trường và các bạn và chị. Và bây giờ đây tôi, anh Quyên sẽ đại diện cho vùng Bắc Cali, còn tôi thì đại diện cho khóa 2. Xin được thắp nhang cho cụ, rồi vài có vài lời với gia đình. Thân phụ của chị Trang, của Hội Phụ Nữ Lâm Viên Bắc California, và cũng là nhạc phụ của anh Phạm Quang Thành khóa 22. Thì theo như quy định, khi có tứ thân phụ một qua đời thì đội khóa đương sự sẽ có vòng hoa phúng điếu phối hợp chung với hội địa phương. Thì hôm nay Hội Bắc California phối hợp chung với khóa 22 chúng tôi, khóa 22 phụ trách lo phúng hoa, và hội cùng với khóa đến đây để mọi người chia buồn. Thì chúng tôi đến thăm gia đình, và đây là một cái tang mà đại thọ cùng chúng tôi không dám có lời chia buồn, mà chỉ biết góp lời cầu nguyện cùng với gia đình, cầu nguyện cho linh hồn cụ sớm về bên chân Chúa. Chúng tôi một lần nữa xin thành kính góp lời cầu nguyện và xin kính chúc linh hồn của cụ sớm được siêu thoát, như gia đình cũng có phần đã từ lâu nay đã lo lắng cho cụ rất nhiều trong những ngày cụ đang nằm ở tại nursing home. Bây giờ cụ đã ra đi như vậy là thuộc thanh thản rồi. Xin góp lời cầu nguyện với gia đình. Đăng Quyến là gì? Mời Đăng Quyến. Anh đại đại diện. Đăng Quyến là gì? Anh đại đại diện cho mình để kính thưa quý niên trưởng, các bạn cùng khóa và quý niên này, hôm nay tôi xin đại diện cho tăng quyết để xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến chia buồn với gia đình chúng tôi, và nếu sự đón tiếp của chúng tôi có điều gì sơ suất, xin quý vị niệm thành thật xin kính chào quý vị. Để mời quý anh chị lên làm lễ. Hai viên nhau góc thì sẽ mang lên một chút. Rồi chúng ta đi một vòng để thăm cụ. Rồi từ từ đi, quả thấp nhang đi. Nhiều quá. Mấy chị sẽ làm đi trước. Chị Thanh, mấy chị nghe